Xin chào các bạn nha. Mình giới thiệu và chia sẻ cho các bạn cái giống hoa mai cúc. Này là cúc giống mới. Hai cái màu nó rất là rực, cực kỳ sáng luôn. Nó nở sáng giờ luôn này. Khuôn hoa nó, viền hoa nó màu vàng rất là đẹp. Tròn ha. Nhìn nó tròn quéo. Đây nó gần tàn này, còn đây là nó mới chớm nở sáng giờ, không màu cực kỳ sáng luôn. Đó. Thì anh em nào có thích này, giống này thì liên hệ mình. Mới nhân ra một mớ, nó đã hình thành hết rồi. Có cái này nó đang rô hoa, sẵn tiện đây mình giới thiệu luôn. Giống này nhật chi nhật cành, lá nó dài, lá nó dài lắm, thon dài dày, hoa đẹp.